Chúng ta phải báo ân Phật như thế nào? Y giáo phụng hành nghĩa là báo ân Phật. Đức Phật dạy chúng ta điều gì? Điều này cần phải biết. Trong pháp môn Tịnh Độ dạy chúng ta, Kinh Vô Lượng Thọ dạy, phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Tám chữ này, phát tâm Bồ Đề nghĩa là tâm chân thành. Niệm niệm không bỏ tâm Bồ Đề, niệm niệm tương ưng với chân thành. Đối nhân, đối sự, đối vật, đừng sợ. Tôi là thật, mọi người đều gạt tôi. Từ bỏ, buông bỏ điều này, đừng lo lắng, suy nghĩ vấn đề này. Dùng chân thành, ta cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát. Đừng sợ người khác gạt mình. Cổ nhân nói rất hay, thiệt thòi là phước. Đã là chịu thiệt có phước, thì thiệt thòi càng nhiều, không phải phước sẽ càng nhiều sao? Chịu thiệt càng lớn, phước báo không phải càng lớn ư? Không phải chính là đạo lý này hả? Vậy tại sao không chịu thiệt? Không muốn thiệt thòi, muốn được một chút lợi ích, phước báo sẽ không còn, phước trở thành tội. Phải hiểu điều này, đừng sợ hãi. Nhất định có phước, nhất định có lợi ích. Bởi vậy phải có gan, thật sự tin Phật. Phật tuyệt đối không lừa gạt chúng ta. Càng xả bỏ càng nhiều, bỏ của cải được của cải, xả bỏ pháp được thông minh trí tuệ, xả bỏ vô ý được mạnh khỏe sống lâu. Thường giúp đỡ những người gặp khổ nạn, đó là bố thí vô ý, quả báo mạnh khỏe sống lâu. Phải thực hành, cứ luôn như vậy, không có việc gì không thuận lợi. Dần dần trí tuệ, đức tướng trong tự tánh đều tuôn chảy ra. Lúc đó quả thật là lấy không tận, dùng không hết. Như vậy ta mới có thể giúp cho chúng sanh đau khổ khắp biến pháp giới hư không giới.